Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 2 trong quyển sách toán tập 1, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài ôn tập hình học và đo lường. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 125. Trước khi bước vào bài học, chúng ta sẽ ôn lại một vài kiến thức cũ đã học rồi nhé các em. Em nào có thể cho cô biết đề xi mét viết tắt là gì? À, câu trả lời đúng là đề xi mét viết tắt là chữ D và chữ M viết thường. Đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Cm viết tắt là gì? À, đúng rồi, cm viết tắt là chữ C và chữ M viết thường. Câu hỏi tiếp theo, các em hãy cho cô biết một đề xi mét bằng bao nhiêu cm? À, đúng rồi, có bạn trả lời là một đề xi mét bằng 10 cm. Đó là câu trả lời đúng nhé. Tiếp theo, các em hãy quan sát hình ảnh này và cho cô biết hình ảnh này gọi là gì? À, đúng rồi, hình ảnh này chúng ta gọi là điểm A. Vậy còn hình ảnh này chúng ta sẽ gọi là gì? Chính xác, hình ảnh này chúng ta sẽ gọi là đoạn thẳng AB. Tiếp theo, hình ảnh này chúng ta gọi là gì? À, đúng rồi, hình ảnh này chúng ta sẽ gọi là đường cong. Vừa rồi, cô đã ôn lại cho các em một vài kiến thức mà chúng ta đã được học ở các bài học trước đó. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu cho bài học ngày hôm nay nhé các em. Bài tập số 1, số. Đây là bài tập điền số vào các dấu chấm hỏi. Cô nghĩ rằng bài tập này rất dễ đối với các em phải không nào? Và bây giờ các em hãy thực hiện bài tập này cho cô nhé. Sau khi các em thực hiện xong, chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại. Các em đã làm bài xong chưa? Bây giờ các em hãy đối chiếu lại với bài làm của cô nhé. Cho cô biết một đề xi mét bằng bao nhiêu cm? Đúng rồi, một đề xi mét sẽ bằng 10 cm. Do đó, ở dấu chấm hỏi này, chúng ta sẽ điền số 10. Và tương tự như vậy, 10 cm sẽ bằng một đề xi mét, phải không các em? Tiếp theo, 3 đề xi mét sẽ bằng 30 cm. Và 40 cm sẽ bằng 4 đề xi mét. Kết quả làm bài của các em có giống cô không? À, qua quan sát cô thấy các em làm bài rất tốt, cô có lời khen các em. Bài tập tiếp theo là bài tập số 2. Cm hay đề xi mét? Trong bài tập này, chúng ta sẽ điền đơn vị cm hay đề xi mét vào các dấu chấm hỏi. Chúng ta cùng nhau thực hiện nhé các em. Câu A, một đốt ngón tay của em dài 1 cm hay một đề xi mét? Các em hãy đưa ra nhận định phù hợp cho câu nào. À, đúng rồi, một đốt ngón tay của em dài 1 cm là phù hợp nhé. Tiếp theo, đến với câu B, một gang tay của mẹ dài 2 cm hay 2 đề xi mét? Các em hãy đưa ra nhận định phù hợp cho câu nào. À, đúng rồi, một gang tay của mẹ dài 2 đề xi mét là phù hợp nhé các em. Tiếp theo, câu C, em của bạn Lan cao 10 cm hay 10 đề xi mét? À, đúng rồi, chúng ta sẽ nói là em của bạn Lan cao 10 đề xi mét là phù hợp nhé các em. Và cuối cùng, câu D, cây bút chì của em dài 10 cm hay 10 đề xi mét? À, chúng ta sẽ nói là cây bút chì của em dài 10 cm là hợp lý nhé các em. Qua bài tập này sẽ giúp cho các em nhớ lại độ lớn của hai đơn vị đo độ dài, đó chính là cm và đề xi mét.
và dựa vào đây chúng ta sẽ lựa chọn đơn vị đo phù hợp. Bài tập tiếp theo là bài tập số 3. Quan sát hình vẽ bên. Câu A, đọc tên các điểm và các đoạn thẳng. Câu B, đọc tên 3 điểm thẳng hàng. Vậy các em hãy vận dụng các kiến thức mình đã học để thực hiện các yêu cầu trong bài tập này nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc tên các điểm và đoạn thẳng nhé. Và kết quả sẽ là điểm A, điểm B, điểm C, điểm D. Như vậy ở hình vẽ này chúng ta đọc tên được 4 điểm. Còn đoạn thẳng chúng ta có các đoạn thẳng sau: đoạn thẳng AB, đoạn thẳng AD, đoạn thẳng AC, đoạn thẳng BD, đoạn thẳng DC và đoạn thẳng BC. Như vậy trong hình vẽ này chúng ta đọc tên được 6 đoạn thẳng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu B, đọc tên 3 điểm thẳng hàng. Vậy các em hãy tìm và đọc tên 3 điểm thẳng hàng cho cô nhé. Và kết quả sẽ là B, D, C là 3 điểm thẳng hàng, vì 3 điểm này cùng nằm trên một đoạn thẳng BC. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 4. Quan sát hình vẽ. Quan sát hình vẽ chúng ta sẽ thấy có 3 chú ốc sên. Chú ốc sên màu đỏ, ốc sên màu xanh lá và ốc sên màu xanh dương. Và đây là đường đi của chú ốc sên màu đỏ. Đây là đường đi của chú ốc sên màu xanh lá. Còn đây là đường đi của chú ốc sên màu xanh dương. Chúng ta sẽ dựa vào hình vẽ để tìm ra đặc điểm đường đi của các chú ốc sên này nhé. Câu A, đường thẳng, đường cong hay đường gấp khúc? Và các em hãy cho cô biết đường màu đỏ là đường gì? À, bạn nào trả lời được rằng đường màu đỏ là đường gấp khúc thì đó là câu trả lời đúng nhé. Tiếp theo, đường màu xanh dương là đường gì? À, đúng rồi, đường màu xanh dương là đường cong. Còn đường màu xanh lá cây là đường gì? Chính xác, đường màu xanh lá cây là đường thẳng. Vậy ở bài tập 4A này sẽ giúp cho các em nhớ lại thế nào là đường gấp khúc, thế nào là đường cong và thế nào là đường thẳng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu B, đo rồi tính độ dài đường gấp khúc. Quan sát chúng ta sẽ thấy đường gấp khúc màu đỏ là đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng. Như vậy, chúng ta sẽ dùng thước để đo độ dài của 3 đoạn thẳng này. Rồi cộng chúng lại với nhau thì chúng ta sẽ tính được độ dài của đường gấp khúc màu đỏ. Và bây giờ cô mời các em hãy thực hiện yêu cầu nào. Các em đã có kết quả đo chưa? Và bây giờ các em hãy cùng cô kiểm tra lại nhé. Cô sẽ đo độ dài của đoạn thẳng thứ nhất. Như vậy, đoạn thẳng thứ nhất cô đo được có độ dài là 4cm. Tiếp theo, cô sẽ đo độ dài của đoạn thẳng thứ hai. À, như vậy đoạn thẳng thứ hai cô đo được có độ dài là 5cm. Tiếp theo, chúng ta sẽ đo độ dài của đoạn thẳng thứ ba. Và ở đoạn thẳng thứ ba, chúng ta đo được có độ dài là 4cm. Như vậy, chúng ta sẽ lấy độ dài của ba đoạn thẳng này cộng lại với nhau. 4cm cộng 5cm cộng 4cm bằng 13cm. Phần tiếp theo của bài học, chúng ta sẽ đến với hoạt động thử thách. Hai hình nào ghép lại được một khối lập phương? Các em hãy quan sát từng hình một có trong phần thử thách. Hình A, hình B và hình C để chúng ta có thể nhận ra được phần khuyết của mỗi hình. Và các em hãy xem chúng ta có thể ghép được những hình nào lại với nhau để trở thành một khối lập phương. Các em có thể sử dụng các khối lập phương có trong bộ đồ dùng học tập toán để ghép hình nhé. Qua quan sát thì chúng ta thấy rằng ở hình B còn khuyết một khối lập phương.
chúng ta có thể ghép hình A với hình B lại. Và quan sát ở hình C, chúng ta thấy còn khuyết 3 khối lập phương. Vậy chúng ta có thể ghép hình B và hình C lại với nhau để tạo thành một khối lập phương. Như vậy, ở phần thử thách này, chúng ta có hai cách ghép. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ ghép hình A với hình B lại. Cách thứ hai là chúng ta sẽ ghép hình B với hình C lại với nhau để tạo thành một khối lập phương. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài tập số 5. Xem tờ lịch rồi cho biết. Câu A. Tháng 10 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Đó là những ngày nào? Ngày 20 tháng 10 là thứ mấy? Các em hãy quan sát, đây là tờ lịch tháng 10 năm 2021. Vậy các em hãy cho cô biết tháng 10 có bao nhiêu ngày? À, quan sát chúng ta sẽ thấy ngày cuối cùng của tháng 10 là ngày 31. Vậy chúng ta sẽ trả lời rằng tháng 10 có 31 ngày. Tiếp theo, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Có mấy ngày chủ nhật? Đó là những ngày nào? Quan sát tờ lịch tháng 10, chúng ta sẽ thấy đây là cột chủ nhật. Vậy dựa vào đây, các em có thể trả lời được câu hỏi. Có mấy ngày chủ nhật? Đó là những ngày nào? Bây giờ, chúng ta cùng nhau đếm xem tháng 10 này có bao nhiêu ngày chủ nhật nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy, câu trả lời của chúng ta sẽ là có 5 ngày chủ nhật. Đó là ngày 3, ngày 10, ngày 17, ngày 24 và ngày 31. Câu hỏi tiếp theo, ngày 20 tháng 10 là thứ mấy? Vậy bây giờ chúng ta sẽ xác định ngày 20 tháng 10 ở trên tờ lịch nhé. Đây là ngày 20 tháng 10. Và quan sát chúng ta sẽ thấy ngày 20 tháng 10 là ngày thứ tư. Do đó chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là ngày 20 tháng 10 là thứ tư. Và chúng ta đã hoàn thành xong câu A. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu B. Tháng 11 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Đó là những ngày nào? Ngày 20 tháng 11 là thứ mấy? Các em hãy quan sát, đây là tờ lịch tháng 11. Vậy các em hãy trả lời cho cô câu hỏi, tháng 11 có bao nhiêu ngày? À, đúng rồi, quan sát trên tờ lịch tháng 11, chúng ta sẽ thấy ngày cuối cùng là ngày 30. Do đó chúng ta sẽ trả lời là tháng 11 có 30 ngày. Tiếp theo, các em hãy cho cô biết có mấy ngày chủ nhật? Đó là những ngày nào? Bây giờ, chúng ta sẽ khoanh cột chủ nhật lại nhé. Sau khi chúng ta khoanh cột chủ nhật lại, chúng ta sẽ đếm xem tháng 11 có bao nhiêu ngày chủ nhật nhé. Và đó là những ngày nào? 1, 2, 3, 4. Như vậy, câu trả lời là tháng 11 có 4 ngày chủ nhật. Đó là ngày 7, ngày 14, ngày 21 và ngày 28. Câu hỏi tiếp theo, ngày 20 tháng 11 là thứ mấy? Để biết được ngày 20 tháng 11 là thứ mấy, chúng ta hãy xác định ngày 20 tháng 11 trên tờ lịch nhé. Và đây là ngày 20 tháng 11. Quan sát chúng ta sẽ thấy ngày 20 tháng 11 là ngày thứ bảy. Do đó câu trả lời của chúng ta sẽ là ngày 20 tháng 11 là thứ bảy. Bài tập tiếp theo là bài tập số 6. Số. Trong bài tập này chúng ta sẽ điền số vào các dấu hỏi chấm. Để điền được, các em hãy quan sát các thông tin có trong bài tập số 6. Câu A. Quan sát hình ảnh có trong câu A, chúng ta thấy đây là một tờ lịch. Chúng ta sẽ đọc thông tin trên tờ lịch nhé. Thứ tư, ngày 22 tháng 12. Vậy chúng ta sẽ điền thông tin này vào các dấu hỏi chấm có trong câu A nhé.
ngày 22 tháng 12, chúng em đi tặng hoa các chú bộ đội. Qua đây cô có câu hỏi đặt ra cho các em. Các em có biết ngày 22 tháng 12 là ngày gì không? Nếu các em chưa biết thì cô sẽ nói và giới thiệu cho các em biết nhé. Ngày 22 tháng 12 chính là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam đấy các em à. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu B. Quan sát các hình ảnh và thông tin có trong câu B, các em hãy cho cô biết chúng ta cần làm những gì. À, chúng ta sẽ quan sát và đọc thông tin, rồi sau đó điền số thích hợp vào các dấu hỏi chấm này. Quan sát chúng ta sẽ thấy xe chở các bạn nhỏ đi tặng hoa cho các chú bộ đội. Lúc khởi hành, đồng hồ chỉ 7 giờ và đây là 7 giờ sáng nha các em. Vì quan sát hình ảnh chúng ta sẽ thấy có ông mặt trời, vì vậy chúng ta sẽ khẳng định là đây là thời điểm 7 giờ sáng. Và các bạn nhỏ đến nơi để tặng hoa cho các chú bộ đội. Quan sát đồng hồ chúng ta sẽ thấy thời điểm lúc này là 9 giờ. Kim ngắn chỉ số 9, kim dài chỉ số 12 là 9 giờ. Và 9 giờ này là 9 giờ sáng nhé các em. Vì quan sát bầu trời chúng ta sẽ thấy đây là ban ngày chứ không phải là ban đêm. Như vậy chúng ta sẽ điền các số thích hợp vào các dấu hỏi chấm như sau. Xe khởi hành lúc 7 giờ. Chúng em tặng hoa cho các chú bộ đội lúc 9 giờ. Phần cuối của bài học chúng ta sẽ đến với hoạt động thực tế. Các em hãy nhìn vào bảng. Chúng ta có hai cột. Cột thứ nhất là ngày, tháng. Cột thứ hai là sự kiện đáng nhớ. Và những dấu chấm hỏi này, chúng ta sẽ ghi nhận những ngày đáng nhớ của em và những người thân trong gia đình em. Vậy theo các em, những ngày nào là ngày đáng nhớ? À, có thể đó là ngày sinh nhật. Có thể đó là ngày mừng thọ của ông bà. Hay là ngày anh chị của các em nhận được bằng tốt nghiệp, vân vân. Và còn những ngày khác nữa, cô yêu cầu các em hãy ghi nhận vào nhé. Và cô mong rằng các em sẽ thực hiện tốt yêu cầu này nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Nếu thấy video này bổ ích, các em hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học toán lớp 2 trong bộ sách Chân Trời Sáng Tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.